Ở đây có khách mà sao không thấy nó đứng ra đây nè. Lên. Lên bà con ơi, lên bà con. Đấy. Chiếc xe này đón khách ngon lành anh em nha. Đó, mang tết chức năng đón khách cho anh em rồi đó. Đều ngon lành hết luôn. Rồi lên bà con ơi, lên bà con ơi, lên lên lên. Rồi dùng tôi Toyota anh khác mà đi chở đi chạy taxi luôn em, sang ghê luôn, chiếc xe 5 tỷ 2 mà đi lấy đi chạy taxi mới ghê chứ. Đẳng cấp là đây luôn em ơi. Mưa luôn rồi. Lên bà con ơi, lên bà con ơi, nay đi xe sang bà con ơi. Trời ơi, xe ta vô ngồi nha, nó mà bả leo lên kìa. Trời ơi, có rồi, bả cầm bả leo lên nóc xe bả ngồi chứ bả có ngồi đó đâu. Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với kênh của mình. Mình là Nguyễn Mẫn Gamer anh em ơi. Ok, thì hôm nay Mẫn sẽ quay trở lại với tựa game là Best Simulator Indonesia này mà. Vừa rồi Mẫn vừa mới review cái con Toyota Alphard ở trên cái game ETS2 đó. Đó, và cũng có một số anh em kêu Mẫn là làm con này trên game Best Simulator Indonesia luôn. Đây, hôm nay Mẫn sẽ chia sẻ cái bản mod của cái con Toyota Alphard trên cái Best Simulator Indonesia cho anh em chúng ta nha. Ok, bây giờ là chúng ta cùng bắt đầu anh em nha. Đây, Mẫn đã vào trong game rồi anh em. Đây là cái con xe Toyota Alphard anh em ơi. Đây, đây là con Toyota Alphard đây anh em. À. Đó, con xe này á thì nó là một cái con xe dạng sang của nhà xe Toyota anh em. Đó, là con xe dạng cực là sang của nhà xe Toyota xịn sò luôn anh em. Là anh em có thể thấy đây là cái dàn phía trước của nó, cái logo này của nó là cái logo đặc biệt dành riêng một mình nó thôi anh em, có nghĩa là Toyota đó giờ có cái logo huyền thoại á, nhưng mà đối với thì cái logo này là cái logo đặc biệt dành riêng cho mỗi con xe này thôi. Đó, nó chứ nó không dành riêng con xe nào khác á. Bánh là được làm là bánh là, anh em thấy không, nó làm rất là tỉ mỉ và đẹp luôn đó. Ở phía sau của nó là cái logo nè đó ha. Rồi con này thì trung bình nó rất là cao, nó cao 1m9, mẫn 1m78, nó còn cao hơn mẫn cả cái đa hơn cả cái đầu. Và cái gầm của nó thì cơ bản cũng là gầm cao anh em. MPV MPV á, chiếc xe dành cho gia đình thì nó có thể là chứa được tầm 6 đến 7 người đó, là nó tới 7 chỗ ngồi anh em, là đi mà 1 2 3 4 5 6 7 đó, và cụ thể là nó tới 7 chỗ ngồi anh em nha đó. Và chúng ta có thể dùng cái con xe này chúng ta đi chơi đi ấy rồi các kiểu vân vân đó. Con xe rất là sang luôn, giá bán hiện tại của nó là 4 tỷ 2 khi mà nó chưa có giấy tờ, còn khi mà anh em đã có giấy tờ các kiểu vân vân rồi đó thì nó sẽ lên đâu đó thì mấy trăm triệu nữa, tầm khoảng chừng 5 tỷ 1, 5 tỷ 2 thì chúng ta mới sở hữu con này. Thì tôi ta ra con này là để nhắm tới những cái người dân hạng sang, những người có tiền. Đấy. Ok, thì cái đó là review của Mẫn ơi. Bây giờ là chúng ta sẽ coi chức năng của con này ha. Thì trên Indonesia thì hiện tại chức năng của nó có một cái chức năng anh em, là khi mở cửa này thì là tất cả các cửa đều mở ra luôn anh em thấy nè, đó tất cả các cửa đều mở ra ha, tất cả các cửa nó mở ra luôn. Nó gồm có hai cửa trước là được mở từ tay nắm, còn cái cửa ngang hông này là được mở bằng cửa điện tử, nó dùng cái điện tử anh em. Thì chúng ta nó mở rất là êm anh em thấy là khi đóng lại á, khi chúng ta đóng cửa lại á thì cái cửa nó chạy nữa không, nó chạy từ từ ra, mở là nó chạy từ từ ra, đó là chúng ta thấy nó làm bằng cửa điện tử nha. Con này rất là sang, ở phía trong nó có đèn led nữa, khi mà anh em chạy vào buổi tối á, con xe này phía trong nó sáng chứ nó không tối thui những khác nha đó, cho nên anh em có thể trải nghiệm con này vào buổi tối, anh em sẽ thấy con này rất là đẹp và xịn sò luôn đó. Ok, và bây giờ là mình sẽ dùng con này thay vì ta dùng con này để đưa ship đi chơi, chở ship vào các kiểu ha, thì mình sẽ dùng con này mình chở khách nha, thay cho con xe Taco nha. Bây giờ chúng ta cùng lên đường nha anh em. À, trước khi lên đường chúng ta xuống xe chúng ta coi nè anh em, chúng ta coi sơ con xe nè. Đây,
đó, Toyota Alphard rất là đẹp và xịn sò luôn em ơi. Đó. Ok, bây giờ vẫn sẽ nổ máy nha. Rồi. Chúng ta đón khách nha. Con xe này đặc biệt là nó sẽ có nó sẽ cho anh em ta đón khách. Anh em có thể chọn chế chạy chế độ Carry Mode. Đây anh em. Đó, mình test thử luôn cho anh em coi luôn nha. Chế độ Carry Mode chúng ta có thể đón khách trên xe này. Đấy, mở cửa. Rồi, ok. Khách lên. Ok, hôm nay đi xe VIP cho bà con nha. Nay đi xe tới 5 tỷ 2 lần á, ngồi kỹ kỹ nha. Đừng có mà ngồi mà ẩu ẩu chạy xe hết đó nha. Đó, chúng ta đi ra khỏi bến nè anh em. Ok, là xuất phát nha. Trời ơi, con xe 5 tỷ 2 mà vẫn chạy chày bà hết còn đâu. Đó. Con này chạy rất là nhanh anh em ơi. Vẫn có test cái tốc độ đó trên Game ETS 2 max tốc độ ở trên đèo á. Anh em nào chưa xem video đó, chúng ta có thể xem lại nha để biết được con xe này nó chạy nhanh cỡ nào. Con này chạy cực kỳ nhanh luôn á, nếu mà đường vắng là nó chạy rất là bốc luôn. Đó, chúng ta tiếp tục đón khách nè anh em. Ok, mở cửa đón khách nha. Đó, khách lên nè anh em. Lên, lên lẹ, lên lẹ, lên lẹ. Rồi, đi tiếp anh em ơi. Đấy, chúng ta tiếp tục đi nè anh em. Đó. Cái quách đường heo. Xe 5 tỷ mấy của ta mà nó chạy nó cán vậy đó anh em ơi. Ở đây có khách mà sao không thấy nó đứng ra đây nè. Lên. Lên bà con ơi, lên bà con. Đấy, chiếc xe này đón khách ngon lành anh em nha. Nó mang tết chiếc này đón khách cho anh em rồi đó, đều ngon lành hết luôn. Rồi lên bà con ơi, lên bà con ơi, lên lên lên. Rồi dùng Toyota Alphard mà đi chở đi chạy taxi luôn em, sang ghê luôn, chiếc xe 5 tỷ 2 mà đi lấy đi chạy taxi mới ghê chứ. Đẳng cấp là đây luôn em ơi. Mưa luôn rồi. Lên bà con ơi, lên bà con ơi, nay đi xe sang bà con ơi. Trời ơi, xe ta vô ngồi nha, nó mà bả leo lên trời. Trời ơi, có đất rồi, bả cầm bả leo lên nóc xe bả ngồi chứ bả có ngồi đó đâu. Ôi quá trời ơi đất. Cái gì đây? Đây là anh em, khi mà bạn mở đèn led, khi mà bạn mở cái đèn lên á thì anh em sẽ quan sát ở phía trong xe nó sáng lên nè, khi tắt đèn nha nó sẽ tối, mở lên đèn sáng nè, nó có một cái đèn led tích hợp sẵn ở trong chiếc xe đó anh em. Xe này là xe dạng sang mà cho nên nó sẽ có đầy đủ tiện nghi chức năng hết cho chúng ta luôn nha. Đó, thấy không? Nó chạy rất nhanh luôn á, hiện tại tốc độ em lên
lên xe đi anh em ơi. Ok. Đó, mình test tốc độ cho anh em xem nè, chạy máy tốc độ nha. Rồi lên lề chạy luôn. Rồi tài xế chạy ẩu quá. Đây khúc này vắng mình sẽ test hết tốc độ luôn. Đó, nó chạy này anh em thấy không? Rất nhanh luôn, cực lẹ. Ok anh em. Đó, thì cái con xe Toyota Alphard này đó thì vẫn làm thì chia sẻ mod cho anh em. Đó, thì hôm nay video mình đây hết thôi, mình chạy một đoạn nha cho anh em test thử nghiệm thôi. Đó, còn cái vẻ đẹp của nó thì anh em đã thấy rồi. Anh em có thể tải con xe này đó về mà chúng ta có thể trải nghiệm sau nha. Đó, anh thấy không? Con xe này rất là đẹp và xịn sò luôn nha. Đó, mod của nó nhìn rất là bóng luôn, bóng sáng lưỡng luôn nè anh em. Đó, nhìn nó rất là đẹp và xịn sò luôn. Cực kỳ xịn sò cho anh em luôn. Mà nó đặc biệt là nó có thể đón khách nữa, thì anh em có thể thay nó, thay chạy thay cua á, nó dài quá hơi chém, thì chúng ta có thể dùng con xe hạng sang này. Con này hiện tại mới bán với cái giá là nếu mà lăn bánh nãy giờ trên đường vậy là 5 tỷ 2 đó anh em, là chúng ta dùng con xe đi còn nó còn xịn sò hơn cả là những con mẹt nữa anh em ơi. Toyota Alphard của hãng Toyota nha. Ok, thì anh em xem hết video của Mẫn để lấy mật khẩu nha. Thì video này cực kỳ là ngắn luôn, không có dài đó, thì vẫn cố gắng rút gọn hết tất cả những cái thứ linh tinh. Rồi anh em nào mà không biết cách mod xe như thế nào thì anh em có thể xem dưới phần mô tả của Mẫn, nó sẽ có cái video là hướng dẫn anh em mod xe, mod skin đó. Anh em xem cái video đó để mà biết được cách mod xe trong game Bus Simulator Indonesia, rồi chúng ta mod tải cái bản mod này về ha, rồi chúng ta làm nha. Ok, nhớ xem hết mật khẩu, nhớ xem hết video để lấy mật khẩu anh em nha. Bye bye anh em, hẹn gặp anh lại anh em vào cái video lần sau. Và chúc anh em buổi tối vui vẻ. À, anh em nào thấy video hay thì cho mình xin một like và nhớ để lại những lời bình luận để tương tác giúp kênh. Anh em nào lần đầu tiên mà xem cái video của Mẫn, lần đầu tiên mà biết kênh Mẫn thì có thể đăng ký giùm Mẫn một một cái để cho Mẫn có nhiều lượt đăng ký cũng như là có nhiều động lực để làm video phục vụ cho anh em nha. Ok, thì bye bye anh em, chúc anh em buổi tối vui vẻ. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hữu ích, hãy like và để lại cho mình những lời bình luận. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Bye bye.